Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ra đời vào ngày 11 tháng 7 năm 1997. Trải qua hai thập niên xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo ra hàng chục ngàn thế hệ trí thức có đức, có tài, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Trụ sở chính của trường tọa lạc ở số 215, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 25 tầng, khởi công từ ngày 3 tháng 4 năm 2016, cất nóc sau 1 năm và khánh thành vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Tòa nhà có hội trường lớn 500 chỗ, trang thiết bị hiện đại, chuẩn 5 sao, cùng 102 giảng đường khác nhau phục vụ cho việc giảng dạy. Khu vực giảng đường chiếm phần lớn tòa nhà gồm 15 tầng, 3 tầng 22, 23 và 24 là phân khu điều hành, được kết nối với trung tâm công nghệ thông minh. Hơn 4.800 m2 không gian tự học và trao đổi trải đều từ tầng 2 đến 25. Từ khi thành lập cho đến nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã có sự phát triển mạnh mẽ về cả chất lượng giáo dục lẫn số lượng sinh viên theo học, không ngừng gia tăng theo các năm. Nhờ đó, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào với nhiều chứng nhận, danh hiệu và giải thưởng. Trong hành trình 20 năm đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cho ra lò hơn 35.000 cử nhân, hơn 500 thạc sĩ. Đây được xem là dấu ấn nổi bật nhất của thương hiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chính thức có mặt trên bản đồ giáo dục Việt Nam khi đào tạo được những công dân ưu tú là niềm tự hào của gia đình và xã hội. Trong xu thế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thì chúng ta đang rất cần một thế hệ trí thức không chỉ có tài, có đức mà còn có khả năng hội nhập toàn cầu, thấu hiểu điều này để hoàn thành sứ mệnh chồng người của mình. Ban giám hiệu của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cùng các chuyên gia trong ngành giáo dục dốc hết sức mình để cho ra đời một chương trình đào tạo hoàn toàn mới, đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế.